Xin Chào các bạn, đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ ngày 17 tháng 12 năm 2020 thì Thuận mang đến cho các bạn một số những cái cập nhật liên quan thị trường uh, Bitcoin và crypto ngày hôm nay. Thì các bạn thấy được là giá Bitcoin bây giờ là C1 cái mức là 23.000 đô. Các bạn thấy là mặc dù là chúng ta nhận thấy được là Bitcoin đã tăng trưởng rất là nhanh Nhưng mà cho đến thời điểm bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy có một cái dấu hiệu là Bitcoin sẽ lùi bước Các bạn thấy được là chúng ta có một cái đợt điều chỉnh nhỏ ngày hôm nay Chúng ta nhìn vào cái biểu đồ đến giờ đó Thì Bitcoin, các bạn đã thấy được là đi từ cái mức mà cao nhất cách đây vào tiếng đồng hồ Có nghĩa là khoảng chừng là gần 24.000, 23 ,000, 764 Xuống mức thấp nhất trên đây khoảng chừng là 5 tiếng đồng hồ đó là khoảng 22.000 200 thì có nghĩa là điều chỉnh khoảng chừng là 6% nhưng mà các bạn thấy được là nhìn lại thì Bitcoin trong thời gian qua các bạn đã thấy được là Bitcoin có sự tăng trưởng rất là cao các bạn đã thấy được là trên màn hình thì chúng ta thấy được là Bitcoin tăng trưởng đã bắt đầu là ngày 11 Tây nhưng cách đây 5 ngày giá Bitcoin chỉ có là khoảng chừng là 17.500 đô mà thôi mà lên tới cái đỉnh của ngày hôm nay là các bạn thấy được là từ cái mức là 11.700 đô của cái thời điểm đó là khoảng ngày 11 tây tháng 12 đến khoan chừng là vài tiếng hồ trước đây đã tăng lên 35% 35% trong thời gian chỉ có 5 ngày thôi cho nên các bạn thì được cái sự tăng trưởng rất là nhiều bây giờ điều chỉnh một phần rất nhỏ chúng ta vẫn thực sự chưa thấy được một cuộc điều chỉnh nào hết đây là cái điều đầu tiên thầm muốn chia sẻ với các bạn và chúng ta nhìn vào tình hình thì bây giờ thì các bạn sẽ thấy được một điều đó chính là chúng ta thấy cái sự dao động bitcoin rất là lớn các bạn thấy được là giá cả gần đây dao động rất là nhiều và càng ngày mà chúng ta càng có nhiều người mới tham gia vào thị trường này đó thì cái sự dao động sẽ càng nhiều hơn bây giờ các bạn thấy được là chúng ta một ngày dao động một ngàn đô cũng là một chuyện thấy rất là bình thường các bạn thấy được từ 23 mươi ba ngàn 700 đô xuống còn 22.200 đô trong thời gian chỉ vài tiếng đồng hồ là một chuyện mà các bạn đã thấy xảy ra ngày hôm nay. Cho nên càng lúc thì các bạn thấy được là cái sự dao động sẽ càng mạnh. Vì sao? Và hiện bây giờ thì tình hình là các bạn thấy được là chúng ta đã qua khỏi cái đỉnh cũ lập đỉnh mới rồi ở mức 23.000 đô này thì thật cho mà nói là trong trường hợp này các bạn rất khó để mà phân tích kỹ thuật tại vì các bạn không có gì để mà phân tích hết các bạn làm sao có thể có những tài liệu trước đó để mà phân tích được là Bitcoin sẽ lên tới mức nào và khi nào mới điều chỉnh cho nên phần lớn bây giờ các bạn cần phải dựa vào thông tin cũng như là các bạn cần phải dựa vào một số những cái thông tin mà chúng ta nhận được từ mạng lưới của Bitcoin có nghĩa là chúng ta nhìn vào phân tích on-chain đó thường sẽ chia sẻ thêm về tình hình của ngày hôm nay cũng như là một số điều thường nhận ra được nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mọi đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và đương nhiên, nếu như các bạn chưa có theo dõi thuận capital trên các mạng xã hội thì các bạn cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới cái video này tìm thấy những cái thông tin chính thức liên quan đến Facebook, Twitter và Telegram các bạn sẽ nhận được nhiều thông tin nhanh hơn ở trên những cái mạng xã hội mà nếu các bạn là một trader thì các bạn có thể tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thùng capital những cái ưu đãi như là tham gia vào những sàn margin như là SnapX hay là các bạn có thể thử nghiệm sàn LMT một sàn mà có chế độ copy trade và các bạn bây giờ tham gia thì có thể nhận được cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thùng capital lên tới cái mức là khoảng chừng là 400 đô nhưng mà các bạn cần phải thực hiện một số những cái điều khoản cũng như là điều kiện những thông tin chi tiết xin nằm phía dưới cái video này cũng như là những cái sàn các bạn quen thuộc như là sàn Binance, sàn Coinbase, ứng dụng BlockFi có ưu đãi lên tới 250 đô vân vân. Chúng bây giờ hãy trở lại nhìn vào những cái thông tin ngày hôm nay thì trước hết các bạn nhìn vào một cái thông tin để chúng ta vào trang Into the Block đi Thì Into the Block các bạn sẽ thấy được là các bạn sẽ nhìn thấy là bao nhiêu người bây giờ đang có lời Thì các bạn đoán đi ở thời điểm bây giờ thì bao nhiêu người đang có lời Thì tôi nghĩ là gì bạn có thể đoán được là tình hình ở thời điểm bây giờ thì có thể nói là 100% Của những người mà lưu chữ bịch không bao giờ đã có lời Các bạn thấy được là Bitcoin đang ở cái đỉnh mới rất nhiều người đang có lời thời điểm hiện bây giờ và các bạn thấy được là cái sự dao động của Bitcoin đó trước đây các bạn thấy được là dao động một ngày là vài trăm đô các bạn đã thấy được là chúng ta xây quanh cái mức là 8.000 đô, 9.000 đô, 10.000 đô thời gian rất là dài và các bạn thấy được là từ 10.000 lên tới 11.000 tốn là rất là nhiều, từ 1 tới 13.000 tốn là rất là nhiều bây giờ các bạn thấy được là vài tiếng đồng hồ chúng ta đã có thể di chuyển cả ngàn đô tại sao lại như vậy thì trước hết các bạn thấy được là một trong những cái lý do đó Tại vì chúng ta càng ngày càng có nhiều người mới hơn Tuy chúng ta chưa có thấy được Cái thời điểm Mà rất nhiều người mới ào ạt đổ vào thị trường này Nhưng mà bây giờ không biết có rất nhiều người mới Trong thị trường Chúng ta có thể nhìn vào tổng số lượng người Mà theo dõi kênh Thuận Capital cũng như là cái số lượng view đi Các bạn thấy được là cái số lượng view cũng tăng lên Tính theo là cái giá cả tăng lên Thì cái sự hứng thú cũng tăng theo Và chúng ta thấy được cái số lượng bạn mới tham gia vào chương trình thu khắp cũng tăng nhiều Chúng ta bây giờ chỉ còn 100 người nữa thôi Là đã đạt cái mức là 50.000 đô Thực sự là rất là sớm Sớm hơn với cái dự tính của Thuận Cho nên trước hết là chúc mừng những bạn mới tham gia vào thị trường này Và thứ nhì các bạn thấy được là khi mà người mới tham gia vào đó Thì người mới không có giống như là những người mà đã trong thị trường này trong vòng 3 năm trở lên mình hiểu được những bạn mà trong chuyện này 3 năm trở lên như là thùng với các bạn đó Thì các bạn đã trải qua một mùa đồng crypto Nếu như các bạn còn ở lại trong vòng 2-3 năm qua Thì các bạn cũng đã trải qua rất nhiều cái đợt lên xuống Các bạn cũng là một người mà có cái lòng tin vững chắc vào thị trường này Nhất là đến với những cái đồng mà các bạn đang sử dụng hiện bây giờ Cho nên cái cơ hội mà các bạn lo sợ bán đó hầu như càng ngày càng ít đi nhất là khi mà các bạn thấy được thị trường tăng thì các bạn lại càng muốn lưu trữ đồng của mình các bạn càng muốn giữ đồng của mình mà không bán đi khiến cho là cái dao động trên thị trường nó càng ngày càng ít đi tại vì các bạn thấy được là nếu như ai cũng có cái suy nghĩ trung bình giá hay là cái suy nghĩ là đầu tư lâu dài mua xong mình lưu trữ thì đương nhiên sẽ không có nhiều người mua bán dẫn đến là cái sự lên xuống giá cả sẽ không có nhiều nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta có nhiều người mới vào thì những người mới một số bạn sẽ không có cái lòng tin và trong thị trường này có thể các bạn quá mới các bạn chưa thực sự là hiểu cái bản chất của thị trường này các bạn vẫn chưa hiểu cái hoạt động cũng như là các bạn vẫn chưa có ra có quyết định là mình sẽ đầu tư lâu dài hay là mình sẽ giữ bitcoin lâu dài cho nên sẽ rất dễ có những cái suy nghĩ như là thấy giá lên thì muốn chốt lời hay là thấy giá xuống thì muốn mua à, hoặc là bất cứ một thông tin xấu nào thì các bạn cũng muốn xả hàng để mà lưu trữ tiền mặt tại vì sợ là bịt con sẽ đi xuống sâu vì một lý do nào đó cho nên cái bài thi được là càng nhiều người mới tham gia vào thì giá cả sẽ càng dao động tại vì những người mới họ sẽ không có cái lòng tin vững chắc họ sẽ có nhiều cái suy nghĩ là nên mua bán ở những lúc nào và chủ yếu là muốn chốt lời trong thời ngắn hạn đây là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ đến đó lý tại sao mà khi mà giá cả càng tăng đó thì cái sự dao động giá cả hàng ngày lại càng nhiều. Không chỉ là cái dao động là cái phần trăm mà tính luôn cả cái số lượng, tính theo đô la cũng dao động nhiều. Tại vì cái bản trường là giá càng tăng thì đương nhiên là càng nhiều người mới tham gia vào và càng nhiều người mới tham gia vào đó thì chúng ta sẽ thấy là cái giá dao động lại càng nhiều hơn. Cho nên khi mà chúng ta đến những cái mức như là Bitcoin là 34.000 đô đó thì một ngày thường nghĩ là chúng ta thấy sự dao động 5.000 đô là một chuyện cũng sẽ là bình thường mà thôi. Các bạn sẽ từ từ làm quen là một ngày dao động 1.000 đô là một chuyện mà chúng ta sẽ thấy hàng ngày trong cái mùa tăng trưởng này và từ từ 1.000 đô lên 2.000 đô lên 3.000 đô lên 5.000 đô sẽ là một chuyện rất bình thường một ngày nào đó khi bitcoin lên tới 100.000 đô thì một ngày bitcoin di chuyển 10.000 đô thường cảm thấy cũng không gì gọi là lạ từ 90.000 xuống còn 80.000 trong thời gian chỉ có vài ngọn đến giờ cũng đâu một điều mình thường cảm thấy là cũng sẽ xảy ra đây là cái tình hình mà muốn mang đến cho các bạn Và các bạn thấy được là chúng ta bây giờ thấy giá của Bitcoin thì vẫn đang nằm ở trên cái đường 20 MA Chúng ta đang nhìn về biểu đồ đến giờ đó thì thường các bạn cũng đã biết là Bitcoin đó rất là trung thành với lại cái đường 20 MA Như là các bạn thấy là cái mùa tăng trưởng này thì đường 20 MA là một đường mà vẫn tiếp tục hỗ trợ giá của Bitcoin tăng trưởng từ cái ngày là ngày 16 tây tháng 12 cho tới bây giờ và tính xa hơn nữa các bạn thì được là Bitcoin thường rất là tôn trọng cái đường màu đỏ 20 MA này. Nhất là khi chúng ta nhìn vào dài hạn hơn, chúng ta đổi qua biểu đồ nắng ngày đi thì các bạn cũng sẽ thấy là cái điều tương tự Bitcoin rất là tôn trọng cái đường 20 MA này và lúc nào mà Bitcoin trên cái mức đường 20 MA này mà trong mùa tăng trưởng thì cái đường màu đỏ này sẽ là dùng hỗ trợ và ngược lại khi mà chúng ta thấy là Bitcoin đi xuống thì cái đường 20 MA sẽ trở thành một cái dùng cản trở và chúng ta thấy được là chúng ta không có thể nào mà phân tích quá nhiều về phân tích kỹ thuật ở thời điểm bây giờ tại vì chúng ta đang nằm trong một cái dùng gọi là price discovery nghĩa là Bitcoin đang tìm kiếm cái giá trị mới dựa theo những cái thông tin hiện bây giờ nhưng mà chúng ta có thể tìm thấy một số những cái thông tin khác có thể giúp đỡ cho các bạn hiểu thêm về cái tình hình của Bitcoin hiện bây giờ. Trước hết thì chúng ta nhìn vào một cái thông tin mà thu nhận được đó chính là cái thông tin liên quan đến là gần đây thì có nhiều động tĩnh là những cá voi hoạt động mạnh hơn trên thị trường và khi mà có hoạt động đó, thì bài viết này được chia sẻ bởi amb crypto thì nói là phần lớn những cái lệnh short thời gian gần đây là đến từ những cá voi thì rất là rõ ràng chúng ta nhìn vào những cái sàn như là các bạn thấy được là đây là cái thông tin được chia sẻ bởi sàn bitmax thì cái lệnh short mà bị thanh lý rất là nhiều và chúng ta thấy được là những cái twitter Bị thường cho các bạn thấy được là cái twitter thì trên bàn các bạn đó, đây là cái twitter at BX Rec, là một cái Twitter mà đi theo sàn Bitmax đó, và đưa ra những thông tin là bao nhiêu lệnh đang bị thanh lý thì các bạn có thể thấy được là trong vòng thời gian khoảng chừng là một ngày qua thì các bạn thấy được là những cái lệnh mà thanh lý toàn là lệnh short không có nghĩa là rất nhiều người đang bị thanh lý khi mà sử dụng cái lệnh short trên những cái sàn giao dịch tại vì giá Bitcoin đột ngột tăng trưởng lệnh short đã bắt đầu tăng trưởng mạnh khi mà Bitcoin qua khỏi 20.000 đô tại vì nhiều người nghĩ là sẽ không thể qua thổi được và đi mạnh như vậy nhưng mà cuối cùng 20.000 lên tới 21.000, lên tới 22.000, lên tới 23.000 rất là nhanh chóng trong thời gian một ngày thôi đã liên tục phá nhiều đỉnh mới khiến cho các bạn thấy được là trên màn hình rất là nhiều những cái đỉnh sốt liên quan đến uh, bitcoin XBT là cái ký hiệu bitcoin ở trên sàn Bitmax đã bị thanh lý có nghĩa là một trong những cái lý do mà dẫn đến bitcoin tăng trưởng mạnh như vậy đó để thường trở về cái biểu đồ để các bạn nhìn kỹ hơn thì chúng ta thấy được là một trong những lý do mà chúng ta nhìn vào biểu đồ của nến giờ mà thấy bitcoin tăng trưởng cực kỳ nhanh như vậy đó cái lý do là đến từ rất nhiều lệnh sốt đã bị thanh lý dẫn đến một cái hiện tượng gọi là sốt squeeze có nghĩa là những người mà có những cái lệnh mà đánh xuống ở trên những sàn giao dịch đó, lệnh sốt đó khi mà họ bị thanh lý thì họ phải mua lại bitcoin khiến cho càng nhiều người bị thanh lý thì càng nhiều bitcoin hơn được mua khiến cho giá cả lại càng tăng lên và khi mà giá cả càng tăng lên thì sẽ dẫn đến là càng nhiều lệnh sốt bị thanh lý hơn và có thể lệnh nó dẫn đến một cái tình trạng là bitcoin leo thang rất là nhanh đây là tình hình mà các bạn nhìn thấy của ngày hôm qua và ngoài chi này ra nữa chúng ta nhìn vào tình hình của on-chain bây giờ đi Thì nhìn vào tình hình on-chain thì mạng lưới của Bitcoin cho chúng ta biết được những điều gì Thì chúng ta phải nhìn vào một số những cái thông tin Và cái thông tin đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào đó chính là cái thông tin liên quan tới funding rate Thì chúng ta lựa chọn Bitcoin Market Data Funding Rate Funding Rate ở trên CryptoCoin Thì để thuận cho các bạn thấy được là tình hình Thì chúng ta nhìn vào cái tài liệu này thì bạn là ra funding rate như bạn cũng đã biết đây là cái phí qua đêm cái phí mà các bạn phải trả khi các bạn giữ những cái lệnh ở trên những cái sàn mà cái người phải trả phí này là cái người nào mà giữ cái lệnh của bên số đông nếu như mà nhiều lệnh long thì lệnh short phải trả lệnh long và ngược lại nếu như mà nhiều lệnh short thì lệnh long phải trả lệnh short để mà cân bằng ở trên cái tình hình ở trên những cái sàn giao dịch thì các bạn thấy được là funding rate cho chúng ta thấy được một điều rất là quan trọng đó chính là khi mà funding rate lên cao đó thì đây là một cái tình hình rất là xấu và khi mà xuống thấp đó, thì là một tình hình rất là tốt cho giá cả thì cao là bao nhiêu mà thấp là bao nhiêu thì để giải thích các bạn hiểu là các bạn nhìn thấy cái con số ở bên tay phải đi bây giờ là 0,06 thì chúng ta thấy được là nếu như mà cực kỳ thấp á là phải nói là dưới 0,02 nghĩa là phải dưới cái con số này ở trên màn hình còn các bạn thấy được là cao đó là trên 0.02, mà cực kỳ cao đó là trên 0.04 Và các bạn thấy được là tình hình của Bitcoin bây giờ đó là cái funding rate rất là cao Có nghĩa là tình trạng bây giờ đó nếu chúng ta chỉ nhìn riêng về funding rate Thì tình hình bây giờ là giá cả Bitcoin là không được tốt lắm Có nghĩa là chúng ta sẽ có thể thấy cái điều chỉnh tại vì funding rate bây giờ Cái phí funding rate rất là cao ở trên những cái sàn mà cho các bạn chơi margin hay là trên những hợp đồng